Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần, được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, phần thứ 99. Các bạn thân mến, ở phần trước thì sau khi Dương Kiêu rơi vào xoáy nước, Ơn cũng đi đến chỗ Dương Kiêu chuẩn bị rơi vào xoáy nước, thì có hai lão bất tử xuất hiện, đó là Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Vậy hai người này là ai? Có giúp sức cho team của Ớt hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp nha. Sau khi nỗi kinh hoàng qua đi, tôi nói với một già một trẻ ở trước mặt: làm thế nào các vị đưa được tôi lên đây thế? Đứa trẻ nhìn đều tôi rồi quay sang cười danh mãnh với ông lão đứng bên cạnh. Lão bất tử à? Hay là để tôi ném nó về rồi lại cứu thêm lần nữa nha. Như vậy Ngô Miễn sẽ nợ ta 3 lần. Sao? Tôi sẽ chia cho ông 1 lần. Câu nói này làm tôi hơi sốc. May là ông già kia không đồng ý với lời của đứa trẻ con. Ông ta lắc đầu bảo: không được, chuyện này ta không có lợi. Ngày trước cũng thế này, con suốt ngày gây họa, Ngô Miễn chẳng bao giờ trừng trị con. Lần nào anh ta cũng trách ta không giám sát con. Cuối cùng có lần nào ta không gặp họa hay không đây? Ông già tố khổ xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, tiếp lời: để ta cho anh thấy Ngô Miễn mắc nợ như thế nào nha. Nói xong, ông ta xoay người nhìn về phía chiếc cano đã bị xoáy nước cuốn đến chính giữa kia. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của ông ta. Bỗng tôi giật mình nhớ ra, vừa rồi bị kéo đến đây nên chưa kịp phản ứng gì, vậy mà lại bỏ quên tội và phạt trên cano. Thấy chiếc cano đó vẫn đang quay cuồng trong xoáy nước, sắp bị cuốn vào đáy biển đến nơi. Tôi cố gắng hết sức cảm nhận khí của hai thanh kiếm ngắn, đồng thời giơ hai tay của mình ra. Hai vệt sáng lạnh lóe lên, sau đó tội và phạt đồng thời xuất hiện trong tay tôi. Vào lúc này, phần trung tâm của xoáy nước cũng thu hẹp dần rồi cuốn cano xuống đáy biển. Khi tôi đang mãi vui mừng vì lấy được song kiếm trong thời khắc cuối cùng, một già một trẻ ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Ông già không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt đứa trẻ con đã biến mất sạch. Nó nhìn chòng chọc vào hai thanh kiếm ngắn trên tay tôi, miệng lầm bầm: đây là vũ khí của Quảng Nhân. Đứa bé vừa nói đến đây thì có tiếng nổ lớn thình lình vang lên trên biển. Sau đó, một cột nước cao mấy chục mét phun ra từ vị trí mà cano của tôi vừa bị cuốn chìm. Nhưng mảnh vỡ của chiếc cano bị bắn ra nằm rải rác trên mặt biển. Rồi lại, một cột nước nữa phun lên tại cùng một vị trí ấy. Khi cột nước đạt đến mức cao nhất, một bóng người lao ra khỏi đó. Bóng người này chạy trối chết trên mặt biển, hệt như những gì Dương Kiêu đã làm trước đó. Trong lúc bối rối, người đó còn chạy nhầm hướng, cơ thể xông về phía du thuyền mà tôi đang đứng. Đó là Lâm Phong. Mặc dù cơ thể gã đã sưng phồng và trắng nhợt vì ngâm lâu trong nước, nhưng tôi vẫn có thể lập tức nhận ra. Lâm Phong chạy được mấy bước thì phát hiện mình đi sai hướng. Thấy chiếc du thuyền trước mắt, gã hơi sừng sốt, động tác chân cũng dần chậm lại. Trong lúc Lâm Phong đang đần ra, một cột nước khác lại xuất hiện sau lưng gã. Người đàn ông tóc bạc xuất hiện trên đỉnh cột nước, rồi từ từ hạ xuống đứng trên mặt biển. Anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Phong, rồi chạy gần tới phạm vi của du thuyền. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường của chiếc du thuyền trước mặt Lâm Phong. Người xuất hiện phía sau Lâm Phong chính là người mới vừa rồi còn chưa rõ sống chết, Dương Kiều. Khi vừa thấy tôi đứng trên du thuyền, anh cũng tỏ ra khá ngạc nhiên. Tiếp sau đó, anh nhìn thấy một già một trẻ đứng bên cạnh tôi. Rõ ràng Dương Kiều nhận ra hai người này. Vẻ mặt của anh ấy cực kỳ kinh ngạc,
Phản ứng đầu tiên sau khi phát giác ra hai người này là lập tức quay đầu chạy ngược lại với du thuyền. Nào ngờ khi vội vàng chạy trốn, chân trái của anh ta lại vấp vào chân phải, thế rồi Dương Kiêu một lần nữa rơi xuống biển. Khi Dương Kiêu xuất hiện, ông già tên Quy Bất Quy cứ cười cười nhìn anh ta. Thấy Dương Kiêu lại tiếp tục rơi xuống nước, Quy Bất Quy cười to lên, nói về phía mặt biển mà anh biến mất. Thế, cái thằng danh họ Dương kia, lâu lắm không gặp, không ngờ tóc của mày cũng trắng rồi. Sao thế? Mày cũng có lúc e thẹn, không dám gặp người sao? Quy Bất Quy nói tới cuối thì giọng trở lên sắc bén. Ngay khi những từ này vừa lọt khỏi miệng, toàn bộ mặt biển không gió mà tự nổi sóng. Sóng biển đánh từ bốn phương tám hướng về vị trí của Dương Kiêu rơi xuống. Cùng chỉ trong vài giây đồng hồ, Dương Kiêu đã miễn cưỡng bị sóng biển xô lên. Lúc này Dương Kiêu đã nhếch nhác hơn rất nhiều, toàn thân anh ta sũng nước. Dương Kiêu chẳng kịp nhớ tới chuyện lau nước biển bám trên mặt, chỉ vội vàng nặn ra một nụ cười, nhìn về phía du thuyền tỏ vẻ đau khổ nói: "Chú Quy, chẳng phải đã nói chú sẽ không còn quay về nữa sao?" Khi mới nhìn thấy Dương Kiêu đột nhiên chạy trốn, Lâm Phong còn tưởng tình thế đang chuyển biến theo chiều hướng tốt cho gã. Thế nhưng nghe Dương Kiêu gọi ông già kia là chú hai, gã lập tức nhận ra mình mới là kẻ gặp bất lợi. Lâm Phong lập tức bỏ qua du thuyền, cuống cuồng chạy về vùng biển xa xa. Tiếc là lúc này gã không hề nghe thấy đứa bé Nhậm Tam đứng bên cạnh tôi mắng một câu: "Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, mày chết luôn ở chỗ này đi cho tao." Lời này vừa dứt, đứa bé kia đã chạy về phía trước, nhảy xuống biển. Đứa bé này cũng có thể đi trên mặt nước, nó vừa nhảy nhót vừa đuổi theo Lâm Phong. Tôi chẳng thấy nó tăng tốc lên tí nào, vậy mà chỉ sau một lát, Nhậm Tam đã đuổi kịp Lâm Phong. Đứa bé đưa tay kéo lấy tóc của Lâm Phong, chân gã lập tức bước hụt vào không khí, rồi cơ thể của gã rơi xuống biển. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 56 mang tên Dương Kiêu lấy lòng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Đứa bé Nhậm Tam kia cứ thế túm lấy tóc của Lâm Phong và lôi sành sạch về du thuyền. Lúc này trưởng phòng Lâm đã không còn đường chống cự, cơ thể của gã cuộn tròn thành một cục, bị Nhậm Tam ném lên boong tàu. Để đề phòng gã này chạy trốn, dây thừng bình thường thì không thể cản nổi Lâm Phong rồi. Tôi đang phân vân không biết con nên cắt đứt gân chân của gã hoặc là chặt vứt luôn hai chân đi cho xong. Nào ngờ Nhậm Tam đã phát hiện ra ý định của tôi. Nó quay ra làm mặt gian manh với tôi rồi nói: "Đồ ngốc cả, anh chặt chân của gã thì không sao, nếu không được để máu vấy lên thuyền. Thuyền này mua chưa được mấy ngày, ta còn chưa chơi chán, dính mùi máu của ma quỷ thì đúng là ô nhục." Nói rồi trên mặt Nhậm Tam lại hiện ra một nụ cười đặc thù của trẻ con. Chỉ cần để nó không động đậy được đúng không, thế thì có gì khó. Nhậm Tam ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, hai bàn tay nung đính thịt của nó túm lấy hai mắt cá chân của Lâm Phong rồi bóp bừa một phát. Lâm Phong run lên bần bật như bị điện giật. Một lát sau, Nhậm Tam buông tay ra, vị trí liên kết giữa bắp chân và bàn chân của trưởng phòng Lâm lõm vào, một khối thịt lớn cơ bàn tay rủ xuống sát sàn tàu. Giờ tôi mới hiểu được, chỉ trong thoáng chốc như vậy nhưng Nhậm Tam đã rút mất xương mắt cá chân của Lâm Phong rồi. Thế Lâm Phong vẫn đang run lên, Nhậm Tam mắng: "Cái đồ xảo trá chết tiệt này, đã là người chết mà còn biết đau à?" Nói xong nó chẳng thèm quan tâm tới Lâm Phong còn đang co giật và tôi đang đứng trợn mắt há mồm ở đó nữa, lại tiếp tục nhảy lên lan can du thuyền rồi đu qua đu lại trên đó. Sau khi chuyện đằng này kết thúc,
Dương Kiều ở đằng kia cũng đã lo ra lo dò đi đến bên du thuyền. Dưới ánh mắt của một già một trẻ, anh không dám làm gì quá trớn, thậm chí còn không dám đi lên theo đường bậc thang bên ngoài. Dương Kiều chờ tận tới khi có người nước ngoài sau lưng quy bất quy thả thang dây xuống mới leo lên trên. Sau khi trèo đến sàn của du thuyền, Dương Kiều không nói gì với quy bất quy, mà dõi mắt nhìn thẳng đứa bé Nhậm Tam chân bước qua đó. Khi đi ngang qua tôi, anh ta còn chẳng đoái hoài gì, coi tôi như không khí. Tới trước mặt Nhậm Tam, Dương Kiều rất đàng hoàng quỳ xuống dập đầu, rồi lại cúi đầu bái thêm lần nữa. Sau khi đứng dậy, nói trịnh trọng: "Cụ Tam, kính cụ mạnh khỏe." Những lời này thốt ra vô cùng cung kính đúng mực, không hề có một chút giả tạo hay khó chịu nào cả. Tôi đứng bên cạnh mà thấy mặt mình nóng ran lên. Vừa rồi anh ta gọi ông lão kia là chú hai, rồi lại gọi đứa trẻ con này là ông cụ. Rốt cuộc đây là vai vế thế nào chứ? Nhậm Tam đang đung đưa đến là hang say trên mép tàu, câu được câu trăng đối đáp với Dương Kiều: "Tốt, ra chơi với lão già kia đi, trông đứa cụ Tam lấy kẹo cho mà ăn." Dương Kiều quỳ xuống dập đầu thêm một lần nữa, rồi mới đi tới trước mặt quy bất quy. Lần này anh ta không quỳ lại gì hết, mà chỉ vái chào một cái, sau đó cười tươi nói: "Chú Quy, từ biệt từ năm ông chính thứ 6, năm 1728, gần 300 năm không gặp. Sau này tôi nghe nói chú và cụ Tam ra nước ngoài sống, còn tưởng rằng đời này không gặp lại được nữa. Ai ngờ tôi vẫn còn phúc có thể tái ngộ được với hai người." Đây chính là Dương Kiêu, không tiếc giết người trong thiên hạ chỉ vì cứu sống Hồng Nhan mà tôi từng biết đấy sao? Nên vẻ mặt lấy lòng của anh ta, nếu cho anh ấy mặc một bộ trang phục thời dân quốc, rồi đeo thêm một khẩu súng hộp Mauser C-96 và lùi thời gian lại 70 năm trước, má ơi, tôi thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa. Quy bất quy cười nhạt nhìn Dương Kiêu. Trước khi nói chuyện, ông ta phải thở hổn hển một lúc, đợi hơi thở ổn định rồi mới lên tiếng: "Ta đã bảo bao lần hả? Vai vế của anh và Nhậm Tam thì tách riêng ta ra. Mỗi lần các ngươi làm hỗn loạn vai vế lên, nó lại quay sang bắt nạt ta. Sau này cứ gọi là Quy tiên sinh hoặc ông Quy là được. Hoặc thôi, cứ gọi ta là Quy bất quy cũng chẳng sao." Dương Kiêu còn chưa trả lời, Nhậm Tam đã lập tức nhảy xuống đất, đứng tựa bên mép tàu, trợn mắt đốp chát lại: "Vì sao chứ? Đã gọi như thế hơn mấy trăm năm qua rồi, giờ dựa vào cái gì mà đòi đổi lại chứ? Ta nói cho mà biết, cái thằng oắt họ Dương này ấy, đã gọi ta là cụ thì phải gọi lão bất tử là chú hai." Nói rồi nó lại quay sang quát ầm ầm lên với quy bất quy: "Lão bất tử kia, trong nhà ông xếp thứ hai còn gì, không gọi là chú hai thì chẳng nhẽ gọi ông là anh hai à? Nếu ông chấp nhận để cái thằng oắt họ Dương gọi ông là anh hai thì tôi cũng không có ý kiến gì." Quy bất quy không để tâm tới Nhậm Tam, chỉ hơi bất lực nói với Dương Kiều: "Thôi, anh thích gọi thế nào thì gọi thế ấy đi." Trong lúc một già một trẻ này cãi nhau, Dương Kiều vẫn luôn cung kính đứng trước mặt quy bất quy. Thái độ của anh ấy rất nghiêm túc, thậm chí còn không dám mỉm cười, chẳng qua mặt cứ đảo đi đảo lại. Mãi cho tới khi quy bất quy nói xong, trên mặt Dương Kiêu mới hơi gợn lên nét cười. Anh nói: "Trước kia tôi đã nghe đồn hai vị là bạn tốt của trưởng phòng Ngô. Lần này quay về đây, trưởng phòng Ngô có biết hay không? Có cần tôi phải báo cho trưởng phòng Ngô để ngài ấy và hai vị gặp mặt một chút không?" Quy bất quy hơi cười đều, nhìn lướt qua Dương Kiêu: "Trưởng phòng Ngô cơ à? Từ bao giờ mà Ngô Miễn lại có thêm cả một danh hiệu thế này? 30 năm trước
ta từng nghe nói Ngô Miễn gia nhập cái gì mà dân điều cục. Vì cái chuyện này, ta và Nhậm Tam còn định quay về xem trò vui, xem người nào lại có bản lĩnh lừa được cả Ngô Miễn vào lồng giam như thế. Nếu trước khi xuất phát Nhậm Tam không vướng phải một số việc, thì có lẽ bây giờ anh không dám dùng Ngô Miễn để ép tôi như thế này đâu. Quỳ Bất Quỳ cười lên một tràng quái dị với Dương Kiều. Tiếng cười ấy khiến cho Dương Kiều đang đứng dưới ánh mặt trời vẫn phải run lên. Nhậm Tam cũng nhảy khỏi lan can tàu. Nó nhảy lên trên ghế, nửa nằm nửa ngồi ngắm Dương Kiều, nói: "Thằng bắt con họ Dương kia, để ta dạy tiếp cho anh nhé. Thế nào là biết điều đấy? Lần này chính Ngô Miễn đã gọi hai anh em chúng ta quay về để chùi đít cho anh đấy. Bằng không anh tưởng hai chúng ta thừa mứa thời gian tới mức nhất định phải tới đây hít gió biển sao?" Dương Kiêu hoàn toàn không còn lời gì để phản bác. Mặt anh vốn đã trắng bệch, giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Trong lúc mấy người bọn họ ôn chuyện, tôi vẫn đứng ngoài lắng nghe. Có điều nghe tới giờ thì cũng nắm được kha khá các mối quan hệ. Một già một trẻ này quen biết Ngô Nhân Địch, mối quan hệ cũng không tệ cho lắm, dường như còn sống cạnh nhau trong một quãng thời gian rất dài. Ông lão tên Quỳ Bất Quỳ có cùng một thể trạng với Ngô Nhân Địch, chẳng qua tóc của ông ta đã rụng gần hết, nên nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ không thể phát giác được chuyện này. Về phần đứa bé mang tên Nhậm Tam thì tôi lại không thể hiểu được. Đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt một đứa nhóc có khí như vậy. Lúc mới gặp, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng sau khi tiếp xúc được một khoảng thời gian, tôi từ từ nhận ra khí của Nhậm Tam là một loại khí trong trẻo, hệt như thủy tinh vậy. Loại khí này rất thanh tịnh, giống với cây cỏ hoa lá và chim muông thú rừng, nhưng chắc chắn không giống khí của con người. Lại nhắc tới mối quan hệ giữa Dương Kiêu và hai người kia, bọn họ đã từng gặp mặt mấy trăm năm về trước. Dường như khi đó Dương Kiêu đã bại dưới tay hai người, và thất bại này còn không hề đơn giản đến mức về sau gặp lại Dương Kiêu sẽ phải dập đầu gọi một tiếng cụ lớn. Dương Kiêu cũng biết về mối quan hệ giữa Ngô Nhân Địch và một già một trẻ này, nhưng hẳn là biết chẳng rõ lắm nên mới định mang Ngô Nhân Địch ra dọa cho họ bất kỳ, nào ngờ cuối cùng lại thành tự lấy đá đập vào chân của mình. Để tình Dương Kiêu đã lôi trưởng phòng Ngô Nhân Địch ra, Quỳ Bất Quỳ và Nhậm Tam không quá làm khó nhau nữa. Giờ Lâm Phong mới là chuyện quan trọng. Con mồi đã bắt vào trong tay rồi, không thể để nó lại sống mất được. Tôi liếc đến trưởng phòng Lâm đang co giật trên sàn tàu, hơi ngập ngừng một chút rồi đi qua Nhậm Tam, nói với Quỳ Bất Quỳ: "Quỳ lão tiên sinh, nếu trưởng phòng Ngô đã mời hai vị tới bắt Lâm Phong, giờ người đã bắt được rồi, hai vị có thể đưa chúng tôi quay trở lại chiếc thuyền ở đối diện kia không, để tôi liên hệ với trưởng phòng Ngô hỏi xem anh ta muốn cảm tạ hai vị thế nào nhé." Đừng có nhắc một từ nào tới Ngô Miễn nữa. Vừa nghe thấy tôi bảo là muốn mời Ngô Nhân Địch tới, rốt cục trên mặt Quy Bất Quy cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Ông ta liếc Nhậm Tam, sau đó mới quay lại nhìn tôi, nói: "Cái thằng ngốc này, lần đầu quen biết Ngô Miễn à? Đã từng nghe thấy tên đó nói lời cảm ơn bao giờ chưa? Cho anh biết một sự tích nhé. Tôi đã từng gặp một người khiến anh ta phải nói lời cảm ơn, thế mà chỉ trong thời gian uống một chén trà, người đó đã bị anh ta làm cho đầu một nơi, thân một nơi rồi đấy." "Đúng vậy, nếu anh ta mà có nói là bỏ qua cho ai hoặc là không giết ai thì chắc chắn người đó sẽ chẳng có kết cục gì tốt." Tôi âm thầm bổ sung thêm vào lời của Quy Bất Quy.
Cho nên ta nói ấy, ta không dám nhận những lời khách sáo mà anh ta nói ra đâu. Quy Bất Quy hơi ngừng lời, quay đầu dặn gì đó với đám người nước ngoài đang đứng thành hàng phía sau. Một người đàn ông da nâu trong số họ cúi người bái lại Quy Bất Quy, rồi hai người khác cùng lùi vào khoang tàu. Quỷ Lao tiên sinh tiếp tục nói: "Này ngốc, còn thêm một tên nữa, anh mang cả theo đi đi. Lần này coi như chúng ta đã xong việc rồi, không cần phải trợn mặt ra làm cái gì." Ông ấy còn chưa nói xong, Nhậm Tam đã hét lên: "Nhớ về nói với Ngô Miễn, thiếu ta một món nợ, nhất định phải trả đấy." Nhậm Tam vừa nói xong thì người đàn ông gian đâu kia đã chỉ đạo hai người vừa đi cùng anh ta vào khoang tàu khiêng ra một người nữa. Nét mặt của người này nhìn rất mệt mỏi, ánh mắt vô thần, bất lực nhìn cảnh vật xung quanh. Người mới xuất hiện cùng không phải người ngoài, lão chính là kẻ vừa mới mấy ngày trước đã bị chính em trai mình đâm cho một nhát, Hách Chính Nghĩa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 57 mang tên Minh Giới Vô Biên, người dịch Nguyễn Thị Mì. Thấy Hạch Trinh Nghĩa được khiêng ra, Lâm Phong đang nằm trong sàn tàu tỏ ra kinh hoàng như thấy quỷ, thân thể đã có vẻ ngừng co giật, bắt đầu lại run lên. Trong lúc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hạch Trinh Nghĩa, Lâm Phong lén chống tay xuống đất, từ từ lết về hướng mép tàu. Tiếc là chưa lết được mấy bước thì một đôi chân lúng đính đã xuất hiện ngay trước mắt gã. Nhậm Tam quay lưng lại với Lâm Phong, cúi đầu nhìn gã qua háng quần, cười toét toét bảo: "Bắt được rồi nha, giờ đến tiết mục trừng phạt." Nói xong, Nhậm Tam túm lấy cổ tay của Lâm Phong. Mọi thứ giống hệt như vừa rồi, da thịt trên cổ tay của gã rũ xuống luôn, không biết xương bên trong đã bị rút đi hay là bị tan ra đây. Nhậm Tam thả tay Lâm Phong ra, rồi ngồi thẳng dậy, quay người đàng hoàng đến trưởng phòng số 4 cũ, nói: "Hay là giờ mày thử bò bằng đầu gối hoặc là khỉu tay gì đó tiếp đi, để tao thử biến mày thành bộ da người xem có gì hay ho. Hồi xưa tao từng thấy trò lột da nhồi rơm của Chu Hòa Thượng rồi. Có điều bọn chúng làm quá kinh tởm, ta không thể bắt chước kiểu của Chu Hòa Thượng được. Để tao hóa mày thành miếng da, xong là đổ nước biển vào đít mày nhá. Biến mày thành một quả cầu nước có được không?" Trò lột da nhồi rơm của Chu Hòa Thượng, Nhậm Tam đang nhắc tới hình phạt lột da nhồi rơm thị chúng dành cho quan tham của Hoàng đế Chu Nguyên Chương thời nhà Minh. Dù đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng tôi vẫn không nén được cơn rùng mình khi bất ngờ được nghe mấy lời nói như vậy từ một đứa trẻ con 7-8 tuổi. Lâm Phong nghe xong thì gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, mặc xác cho Nhậm Tam thích nói gì thì nói. Nhậm Tam vẫn chưa thôi, vẫn hăng hái thuyết phục: "Hay là mày chỉ thử thôi có được không? Mày không trốn nữa thì tao không có lý do để trừng phạt mày. Không phải lo đâu, có gì tao sẽ khâu mồm mày vào, không phun nước ra thì không khó chịu đâu." "Đừng dọa nó nữa." Quy Bất Quy đã được người đỡ ngồi xuống ghế, ông ta nheo mắt nhìn lướt qua Lâm Phong, sau đó là nhìn sang Nhậm Tam nói: "Đến thế rồi thì ai mà chẳng sợ, lại dọa cho nó vãi ra quần thì hỏng đấy. Còn cứ tự nghĩ đi, chúng ta còn phải ngồi thuyền này để về đấy." Quỷ Lão tiên sinh vừa nói xong câu này là Nhậm Tam lập tức nhăn nhó, mặt mũi vô cùng khó chịu rời khỏi Lâm Phong. Lúc gần đi vẫn không quên thòng vào một câu: "Có cứt thì nhớ nén lại nhá. Mày mà dám bính ra đây ấy, tao sẽ cắt mày thành từng khúc để câu cá mập đấy." Sau khi bị khiêng ra,
Hạch Trình Nghĩa vốn được đặt trên boong tàu đối diện, nhưng sau đó quy bất quy đòi đổi vị trí. Ông ta nói vài câu ngoại ngữ với người đàn ông da màu, người kia liền hướng dẫn cấp dưới của mình khiêng Hách Trinh Nghĩa đến bên cạnh Lâm Phong. Không biết là vô tình hay cố ý, khi Hách Trinh Nghĩa được đặt xuống sàn, đầu lão đột nhiên nghiêng sang một bên, đôi mắt vô thần nhìn thẳng vào Lâm Phong. Còn có hai tấm da người nữa, các anh mang cả đi đê. Quy bất quy hất cằm với người đàn ông da nâu. Người kia lập tức lấy ra một mảnh giấy da trong túi áo. Vốn anh ta muốn đưa nó cho Quy bất quy, thế nhưng hai tay vừa dâng đổ lên, mặt Quy bất quy đã lộ vẻ ghê tởm. Người nước ngoài này lập tức hiểu ý, nhanh chóng cất tờ giấy da đó đi, nhìn một vòng xung quanh rồi đi tới đưa nó cho tôi. Thứ kinh tởm như vậy mà còn có kẻ liều mạng cướp đoạt sao? Kể cả cướp được rồi thì có thể trường sinh bất lão, nhưng sống với cái dạng nửa người nửa quỷ thì có ý nghĩa gì? Ông già nhìn Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa đang nằm trên sàn, chê giễu một chàng, sau đó quay sang bảo tôi. Còn nửa tấm da người nữa, bị cái thằng danh nửa người nửa quỷ này may vào thân nó. Sao? Anh muốn tự làm lấy hay để người của ta cắt ra cho? Chuyện này tôi hoàn toàn không cần phải nghĩ ngợi gì hết, gần như là buột miệng trả lời luôn. Tay nghề của tôi chẳng ra sao, thôi thì xin phiền người của ông vậy. Quy bất quy mỉm cười, lại quay đầu nói một loạt từ tiếng nước ngoài với người đàn ông da màu. Người da màu nghe xong thì cung kính cúi đầu vái ông ta một cái, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Phong, gỡ quần áo trên thân của gã ra, để lộ thân thể đã trương phình vì ngâm lâu trong biển. Trên ngực của Lâm Phong có một mảng da hoàn toàn khác màu với da thịt toàn thân của gã. Trên mảng da này vẽ chi chít những hoa văn và ký tự mà tôi không hiểu nổi. Ngay một khắc trước khi anh giai Châu Phi rút dao định cắt thịt của Lâm Phong, Nhậm Táp đột nhiên lên tiếng: "Này anh Cáp, anh cũng biết nếu để một giọt máu bắn ra thuyền của tôi thì tôi sẽ cảm tạ anh để thế nào phải không?" Anh da đen tên Cáp hơi nhếch miệng cười, khoe ra hàm răng trắng ẩn. Có vẻ anh ta cũng hiểu lời Nhậm Tam nói, nhưng chỉ hiểu chứ không thể nói. Anh Cáp giơ tay ra hiểu mấy cử chỉ, nhìn qua thì có thể đoán sơ sơ. Anh ta đang nói là nếu có một giọt máu bắn vào tàu, ngài cứ việc chặt đầu của tôi xuống. Cái người tên Cáp này đúng là không hề huênh hoang. Anh ta ước lượng trước ngực Lâm Phong một lúc, sau đó rạch một đường trên lớp rìa ngoài của mảnh da kia, rồi nhanh chóng luồn lưỡi dao xuống dưới lớp da, tiếp tục vạch sang hai bên trái phải một lần, hoàn thành quá trình tách bỏ da người. Trong toàn bộ quá trình này không có lấy một giọt máu rơi xuống. Dưới mảng da người vừa bị cắt bỏ là lớp da nguyên bản của Lâm Phong. Anh Cam lại thảy tấm da người vừa cắt được cho tôi, cuối cùng thì cũng đã lĩnh đủ bộ thiên lý đồ. Tôi cố nén cơn buồn nôn để cầm lấy hai tấm da người. Giờ chỉ cần đưa hai cái của nợ này về tàu của dân điều cục, chờ Tôn Bập dẫn toàn quân tới là coi như mọi sự thành công. Thứ gì cần cũng đã lấy về đủ, hai vị có thể giao hai người đó cho chúng tôi được không? Làm phiền các vị đưa thêm một đoạn đường cho tôi tới con tàu ở đằng kia. Tôi nhìn Nhậm Tam rồi lại nói với Quy bất quy: "Chung quy lại vẫn là để anh mang đi." Quy bất quy cười một cách kỳ quái, sau đó lại nói với đám người nước ngoài sau lưng mấy câu gì đó. Ba trong số đó cúi đầu vái Quy bất quy rồi mới đi về phía buồng điều khiển. Một lát sau, du thuyền chuyển hướng chạy về phía tàu hải giám của chúng tôi. Du thuyền chạy được khoảng hơn 100 mét thì đột nhiên lắc lư dữ dội, gần như tất cả mọi người đều loạng choạng. Khi nhìn quanh xem chuyện gì đã xảy đến, Hạch Trình Nghĩa vẫn luôn thẫn thờ đờ đẫn, đột nhiên được biến thành một con người khác. Ánh mắt vốn nhìn chòng chọc vào Lâm Phong của lão trở lên quyết liệt.
Hạch Trình Nghĩa giơ tay túm lấy tay của Lâm Phong, sau đó lộn người một vòng ôm Lâm Phong lao xuống dưới màn tàu. Không ngờ Lâm Phong lại cố sống cố chết vùng vẫy, cùi trò và đầu gối liên tục thụi vào Hách Chính Nghĩa. Nhưng tình trạng hiện tại khiến gà chẳng làm ăn được gì. Gà không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của Hách Chính Nghĩa. Đứa bé Nhậm Tam đứng ngay bên cạnh hai người họ. Thế nhưng nó lại thực hiện một hành động kỳ quái. Nó đứng né ra để cho hai kẻ đó lăn qua người của mình. Thấy Lâm Hách sắp sửa rơi xuống biển, song kiếm của tôi đồng thời phi tới ngực của họ. Ngay khoảnh khắc song kiếm sắp cắm vào ngực của hai tên Lâm Hách, một tia lửa bông lóe lên kèm theo tiếng vang giòn. Song kiếm Tội và Phạt bất ngờ bị lẩy lùi giữa không trung. Hạch Trình Nghĩa ôm lấy Lâm Phong, lật người khỏi du thuyền, cùng rơi xuống biển. Trong khoảnh khắc lao ra khỏi du thuyền, Hạch Trình Nghĩa giống to: "Quả, ra tay đi!" Một bóng người nhanh chóng tay khỏi thân thể Hách Chính Nghĩa. Bóng người này lao xuống biển trước hai người kia bằng một tốc độ khó mà tin nổi. Tích tắc khi gã vừa rơi vào lòng biển, bán kính 10 mét xung quanh lập tức xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Tất cả nước biển trong khu vực này chảy ngược hết xuống dưới, chỉ thoát cái đã không còn chút nước nào. Thay vào đó là một hố đen sâu không thấy đáy. Nước biển vây quanh hố đen bị chia tách tựa như một bức tường thủy tinh, mơ hồ có tiếng rít gào ai oán thảm thương và ánh lửa mờ nhạt dưới vùng đen hun hút kia. Hạch Trình Nghĩa ôm lấy Lâm Phong rơi vào trong cái hố đen đó. Ngay khi hai kẻ ấy vừa lọt vào hố đen, rào chắn bằng nước biển bốn phía lập tức vỡ tan. Nước biển ào ào trút xuống, hố đen xuất hiện bên dưới hai người vừa nhảy khỏi du thuyền lại bị nước biển lấp đầy. Mọi thứ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Minh giới vô biên. Dương Kiều đứng ở mép tàu, nhìn xoáy vào vị trí hố đen này đã được nước biển lấp đầy, tiếp tục lẩm bẩm: "Vậy là kết thúc sao?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 58, Cục trưởng Tôn Giá Lâm, người dịch Nguyễn Thị Mỹ. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Giờ mà các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, giờ mà các bạn có thể chia sẻ và để lại bình luận dưới video này hoặc donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh bảo gì cơ? Minh giới vô biên là sao? Cái gì kết thúc? Tôi rời ánh mắt từ vùng biển sóng yên gió lặng sang Dương Kiêu hỏi: "Có bắt bọn chúng lại được nữa không?" Trước khi trả lời, Dương Kiêu liếc nhìn Quy Bất Quy, thấy ông ta không chú ý tới bên này, anh ta mới khẽ thở dài rồi nói: "Minh giới vô biên là cách gọi của người cõi âm thôi. Người cõi dương sẽ gọi nơi đó là A Tỳ Đại Địa Ngục, cũng có tên khác là Vô Gián Địa Ngục. Chỉ có những kẻ cực kỳ gian ác, phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ mới bị giam vào đây. Trong minh giới vô biên không có khái niệm thời gian và không gian. Kẻ ở trong đó chỉ có thể hứng chịu tất cả những đau khổ của thế gian. Đến cả chuyện hóa thành hư vô cũng là một nguyện vọng xa vời." Khi nói những lời này, Dương Kiêu thỉnh thoảng lại quét mắt về phía Quy Bất Quy vài lần. Nhớ về cảnh tượng vừa rồi, rốt cục tôi cũng hiểu vì sao Lâm Phong lại cố sống cố chết để thoát khỏi Hách Chính Nghĩa như thế. Nhưng vừa hay, kẻ mở ra minh giới vô biên lại là Quả. Hàn vẫn còn bí mật gì đó, tôi lại hỏi: "Ý anh là Hách Chính Nghĩa đã kéo Lâm Phong cùng rơi vào địa ngục phải không? Nhưng địa ngục này là do Quả mở ra được thì sẽ có cách thoát khỏi." "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Lời còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đang đi tới đã cắt ngang. Ông ta cười đều với Dương Kiêu rồi lại quay sang tiếp tục nói với tôi: "Vô Gián Địa Ngục là một vòng lặp vô hạn, kể cả Kim Tiên Đại La có hạ phàm
cũng không thể thoát khỏi đó. Ta nói có đúng không, nhóc họ Dương? Vẻ mặt Dương Kiêu cực kỳ bối rối, nhưng anh ấy vẫn cố nặn ra một nụ cười. Chú Quy nói đúng à? Điền thái độ của Quy Bất Quy lại nhớ tới hành vi ngoài dự đoán của Nhậm Tam. Tôi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, vội quay sang hỏi ông già. Vừa rồi ông là người đa cản hai thanh kiếm ngắn của tôi sao? Ông đã biết Trương Hách Chi Nghĩa sẽ kéo Lâm Phong cùng chết, cho nên mới cố ý neo du thuyền ở đây để tiện cho quả mà vô gián địa ngục sao? Quy Bất Quy nheo mắt nhìn tôi. Ông ta trầm ngâm một lát rồi bật cười lớn. Anh hiểu lầm rồi. Bản nay chính ta cô muốn ngăn cản hai người bọn họ, nhưng nào ngờ lại đúng trúng hai thanh kiếm của anh. Xem ra cũng là ý trời mới khiến cho thằng nửa người nửa quỷ đó rơi vào vô gián địa ngục. Nói thì nói vậy, nhưng sự danh mánh hiện hiện trong nét cười của Quy Bất Quy càng giống như đang nói: anh đoán đúng rồi, ta đây có ý thả hai kẻ kia vào địa ngục đó. Rõ ràng hai người này được Ngô Nhân Địch mời tới để bắt Lâm Phong và Hách Chi Nghĩa, không có lý do nào để họ hành động như vậy cả. Tôi nhìn khuôn mặt già héo quắt queo của Quy Bất Quy, lại nhớ tới nét mặt khi ông ta và Nhậm Tam nhắc tới Ngô Nhân Địch lúc trước. Một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu: trưởng phòng Ngô bảo ông làm vậy sao? Câu này khiến Quy Bất Quy hơi run lên, nhưng thoát cái ông ta đã cất tiếng cười ha ha. Không ngờ một thằng ngố như anh cũng có lúc thông minh ra đấy. Ngay khi tôi tưởng mình đã đoán đúng, Quy Bất Quy lại đổi giọng: đáng tiếc là sai hướng rồi, chung quy lại sai vẫn hoàn sai. Thế tôi tỏ ra khó hiểu. Quy Bất Quy nói: dù là sai, đừng ta không thể tiết lộ bí mật này cho anh được. Hôm nay ta sẽ nói cho anh một chuyện. Dù ta và Nhậm Tam không có mặt ở đây, nhưng chúng ta biết rõ mồn một tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái tổ chức gì đó của các anh. Vừa rồi ta đã nói đấy, ta muốn xem ai là người có bản lĩnh nhốt được cả Ngô Miễn vào lồng như vậy. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngừng cười, đổi sang vẻ mặt buồn bã. Tiếc rằng chúng ta không có duyên gặp người đó, vốn ta còn định kết giao bằng hữu nước kìa. Hai, thôi coi như lần này ta giúp người đó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi. Khi tôi đang nghe tới chỗ mắt ra, ở đối diện tàu hải giám đột nhiên có tiếng hú còi. Chúng tôi nhìn về phía ấy, đằng sau tàu hải giám đã xuất hiện thêm một con tàu mới. Hai con tàu cùng lúc hú còi rồi chạy về phía này. Nãy giờ mải tập trung ngắm biển, con tàu kia ở đó từ bao giờ mà tôi chẳng hay biết. Có khoảng hơn 100 người đang đứng đầy trên con tàu mới xuất hiện này. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn nhận ra Tôn Mầm đứng giữa đám người, đang cầm ống nhòm nhìn về phía tôi. Xung quanh cục pháo Tôn là điều tra viên của dân điều cục. Thậm chí tôi còn lờ mờ cảm nhận được khí của Thiệu Nhất Nhất ở khoang thuyền sau lưng cậu ấy. Đúng là mọi sự hệt như những gì Tôn Mập nói. Trừ trưởng phòng Ngô và Hách Văn Minh ra, Tôn Mập đã lôi tất cả mọi người chạy tới đây, tinh luôn cả hai đội được phái đến hai địa điểm khác chúng tôi nữa. Có điều hình như mấy người này đến hơi nhanh quá thì phải. Quy Bất Quy chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ khi thấy có thêm một con tàu nữa xuất hiện. Ông ta lại sai người đỡ mình ngồi xuống ghế. Nhậm Tam cũng nhảy lên ghế, nửa nằm nhìn về phía tàu của Tôn Mập, miệng quát lên: rốt cục cùng chịu trường mặt ra, ẩn nấp chán chê, không sợ nghẹn chết à? Lời này khiến cho tôi hơi tỉnh ra. Chẳng lẽ tàu của Tôn Mập đã đến đây từ sớm, chỉ là luôn trốn tránh không chịu lộ ra mà thôi. Hai con tàu chạy với vị trí cách du thuyền chừng 700-800 mét thì ngừng lại. Sau đó, một chiếc cano được hạ xuống từ tàu to. Trên cano,
chỉ có hai người lái tới chỗ du thuyền trên này. Tôi có thể nhìn thấy rõ người lái cano là Tôn Mập, còn đứng bên cạnh cậu ta không ngờ lại là vị trưởng phòng người nước ngoài của chúng tôi, Nicolas Hugo. Hai người đó cũng can đảm ra phết. Tôn Mập lái cano đến dưới du thuyền, cậu ta cũng chẳng cần khách sáo, leo lên theo đường cầu thang bên ngoài luôn. Tôn Mập vừa thò mặt lên du thuyền là đã gào lên với tôi. Không phải tôi nói chứ, mau giới thiệu cho tôi đi. Là vị đại thần nào đã giúp dân điều cục chúng tôi báo đại thù thế? Lời này có vẻ là đang nói với tôi. Thế nhưng cả mắt ti hí của cậu ta cứ dán vào Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Quy Bất Quy cười lớn, không cần để tôi giới thiệu. Ông ta đã nhìn vào khuôn mặt béo tròn của Tôn Mập, nói: Cục trưởng Tôn Đức Thắng phải không? Tôn Mập đang chờ mấy lời này đây. Cậu ta hớn hà hớn hở chạy tới, cầm lấy bàn tay Quy Bất Quy đang để trên ghế, nói: Ông cứ gọi tôi là Tôn cũng được rồi. Không phải tôi nói chứ, đã lên chiếc du thuyền này rồi, làm gì có cục trưởng này cục trưởng kia nữa chứ. Đúng lúc ấy, Hugo mò lên du thuyền cùng Tôn Mập cũng xông tới. Nét mặt của anh ta có hơi nhăn nhó. Trưởng phòng Hugo ló đầu từ sau đuôi cục phó Tôn, lúng túng cười với Quy Bất Quy. Quy lão tiên sinh, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Chuyện ngài sai bảo, Tôn tiên sinh đều biết cả rồi. E là tôi không thể làm tiếp được nữa. Nhưng vì Chúa, xin ngài nhất định phải tin tôi. Tôi chưa hề thốt ra một chữ nào cả. Có Chúa mới biết anh ta điều tra ra thế nào đấy. Giờ tôi đã hiểu tại sao Quy Bất Quy dám nói là nắm rõ mọi sự của dân điều cục trong lòng bàn tay. Không ngờ Nicolas Hugo lại là nội gián mà ông ta phái đến nằm vùng tại dân điều cục. Bảo sao cứ rảnh rỗi Hugo lại mon men đến phòng số 6. Và vì sao Cao Lượng lại phòng Hugo như phòng trộm? Quy Bất Quy cười nhạt thích, nói: Đừng có làm quá mọi thứ lên như thế. Để lúc phải biết thì sẽ biết thôi. Mấy năm vừa rồi cũng khó cho anh. Ta rất lấy làm tiếc về chuyện của Moyer. Nguyện cho anh ấy có thể thuận lợi trở về với vòng tay của Thượng Đế. Nói rồi Quy Bất Quy lại nhìn sang Tôn Mập. Cục trưởng Tôn, không ngờ anh tuổi còn nhỏ lại chưa từng gặp mặt ta mà vẫn có thể đoán đúng suy nghĩ của ta. Hồi ta bằng tuổi anh ấy cũng chẳng thể thông minh được nhường này đâu. Tôi chỉ đoán mò thôi mà. Tôn Mập cười tít cả mắt vào. Do tôi may mắn nên mới trúng tủ đây. Ban đầu tôi vẫn chẳng hiểu tại sao trưởng phòng Ngô lại có thể vô tâm với cái chuyện cục trưởng Cao như vậy. Sau này nghĩ lại đây, hẳn là trưởng phòng Ngô đã có người hậu thuẫn. Cụ ông ấy sống lâu năm như vậy rồi, sao lại không tranh thủ nhờ vả mấy người bạn của mình chứ? Giống như ông và vị tiên sinh nhỏ tuổi đây vậy đó. Nếu so ra thì còn hơn cả thiên quân vạn mã kìa. Anh nói tiên sinh nhỏ tuổi là bảo ta sao? Nhậm Tam nằm trên ghế, đảo mắt nhìn Tôn Mập. Không chờ anh béo đáp lời, nó đã quay sang nói với Quy Bất Quy. Lão bất tử này, ta đang bảo sao cái tên Mập này lại hiền lành quá. Hóa ra là chưa đủ béo. Không đủ béo thì khí thế cũng không mạnh được. Hay là chúng ta mang về nhà nuôi một hai năm nhà? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 59 mang tên Một Mặt Khác của Hách Chính Nghĩa, người dịch Nguyễn Thị Mì. Thôi thôi, Tôn Mập còn chưa kịp trả lời, Quy Bất Quy đã là người đầu tiên gạt phăng ý tưởng của Nhậm Tam. Nuôi cục trưởng Tôn quá phiền phức, vừa nuôi lại vừa phải đề phòng anh ta
sang tên hết cả của cải của chúng ta thành của mình đấy. Nhậm Tam tỏ ra khó chịu, nó liếc nhìn Tôn Mập, sau đó lại quay sang hỏi Quy Bất Quy. Anh ta có bản lĩnh đó chắc? Quy Bất Quy cả cười. Tôi đã nói giảm đi nhiều rồi đấy. Có khi chỉ mới nuôi cục trưởng Tôn được 2 năm là chúng ta sẽ bị anh ta sỏ mũi dắt đi ấy chứ. Đến lúc đó thì làm gì còn là nuôi nữa, phải coi anh ta thành tổ tông để thờ cúng mới đúng đấy. Nói tới đây, Quy Bất Quy nhìn Tôn Mập với một nụ cười kỳ lạ, rồi tiếp tục quay sang bảo với Nhậm Tam. Kể cho con biết một việc nhé. Vốn Ngô Miễn đã định rời khỏi cái lồng kia rồi, nhưng chính vì cục trưởng Tôn đây mà anh ta phải rụt lại bàn chân đã bước ra của mình đấy. Rồi Quy Bất Quy lại nhìn về phía Tôn Mập. Đến đến đây thôi, về nhớ nói với Ngô Miễn một tiếng nha. Chúng ta xem như đã tận tâm hết sức với chuyện của anh ta nhắn nhủ. Nếu có một ngày ta và Nhậm Tam chơi ở ngoài chán rồi, sẽ quay trở lại tìm anh ta. Có lẽ tới lúc đó còn phiền anh chữa ra 2 vị trí trong cái lồng cho chúng ta. Trong lúc một già một trẻ nói chuyện, Tôn Bập không xen ngang lấy nửa chữ, chỉ luôn cười tươi như hoa lắng nghe. Mãi cho tới khi Quy Bất Quy bảo rằng muốn cậu ấy trở lại 2 vị trí trong dân điều cục, Tôn Bập mới thở dài. Ai, các vị nghĩ giống nhau thật đấy. Thực ra trước lúc đi đấy, tôi đã đặc biệt đến tìm trưởng phòng Ngô. Anh ta cũng nhờ tôi truyền lời, nói là thời gian 2 vị ở bên ngoài đã khá lâu rồi, cũng nên ngừng rong chơi lung tung đi thôi, quay về sớm một chút. Trưởng phòng Ngô vẫn còn có lời muốn gặp mặt nói với các vị đấy. Nghe Tôn Mập nói vậy, Nhậm Tam lập tức bật ra khỏi ghế, để vào lòng Quy Bất Quy, ôm lấy đầu của ông ta mà rú lên. Lão bất tử, tôi đã nói gì nào? Tôi đã nói là sớm muộn gì Ngô Miễn cũng sẽ bỏ hết mặt mũi gọi chúng ta quay về mà. Giờ mới được có mấy năm chứ. Quay về thôi, lập tức quay về. Tôi muốn xem một Ngô Miễn bỏ hết mặt mũi là cái kiểu gì. Mặt ông già nghẹn đến đỏ gay. Tôi còn đang khó hiểu vì sao kiểu người như ông ta lại có phản ứng cơ thể này. Quy Bất Quy đã giãy ra khỏi vòng ôm của Nhậm Tam, thở hổn hển một lúc rồi mới quả. Còn mấy ngày đầu tiên biết đến Ngô Miễn hay sao thế? Nhậm Tam chớp chớp mắt, mãi mà không hiểu lời Quy Bất Quy nói nghĩa là gì. Nó ngơ ra hồi lâu, cuối cùng bảo: Lão bất tử, rốt cục ông muốn nói gì? Quy Bất Quy thở dài, quay mặt nhìn về phía Tôn Mập. Ai, cục trưởng Tôn, trò đùa này của anh hay lắm. Tôi biết anh nghĩ gì. Anh muốn lừa chúng ta để bồi thêm cho cái tổ chức gì đó của các anh, hai người trợ giúp phải không? Kể cả khi mọi chuyện vỡ lở, chúng ta cũng không dám trở mặt với anh vì đã có Ngô Miễn ở đó. Cuối cùng chúng ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng nghe anh sai bảo. Tôi nói có phải không? Tôi mầm vẫn giữ nguyên nét mặt cười toe, nhưng tôi có thể nhìn thấy cậu chàng đang chớp mắt liên hồi. Đây chính là thói xấu khi bị vạch trần lời bốc phét của cậu ta. Có vẻ như Quy Bất Quy đã đoán đúng, ngâm lại cũng chẳng có gì là lạ. Gần đây Tôn Mập thấy Ngô Nhân Địch thì như chuột thấy mèo, còn Điêu Toa là trước khi lên đường đã cố ý đến tìm trưởng phòng Ngô nữa chứ. Cậu ta rảnh quá nên muốn mua hành về ăn chắc. Không phải tôi nói chứ, lòng nghi ngờ của cụ ông đây thật đúng là quá nặng rồi. Nếu không tin thì hai vị cứ theo tôi quay về, thấy trưởng phòng Ngô là sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi. Tôn Bập cười hề hề. Nếu tôi nói gì không đúng, hai vị lại tiếp tục ra ngoài rong chơi, dù sao cũng chẳng tổn thất gì mà. Lúc này
Đứa bé Nhậm Tam đã nhận ra điều vô lý, nó ngước nhìn Tôn Mập. Cái tên mập kia, anh không làm đúng theo lẽ thường. Đáng lẽ lúc này mọi người sẽ phải nói là, nếu tôi có gì không đúng thì các người muốn phạt tôi thế nào cũng được. Anh chẳng hề nói như vậy. Từ đầu đến cuối anh không nhận một chút bất lợi nào hết đấy. Nhậm Tam nhìn sang Quy Bất Quy. Lão Bất Tử, ông nói đúng. Đầu óc cái tên mập ú này ấy, quá gian xảo, mang về nuôi cũng chẳng thú vị. Đoạn nó lại liếc Tôn Mập. Tên mập ú kia, nếu nói lời biện đặt thì phải bỏ răng hàm. Lời này dọa cho Tôn Mập giật thót. Nào ngờ đứa bé con lại chuyển chủ đề luôn. Nó nhếch khóe mép với cục phó Tôn. Thôi, anh cứ giữ lại để anh so đầu óc với Ngô Miễn đi. Không thể để Ngô Miễn sống quá thoải mái được. Sau khi Nhậm Tam nói xong, Tôn Mập còn muốn giải thích thêm vài lời để được ở lại trên du thuyền này một chốc. Tiếc rằng một già một trẻ kia không cho cậu ta cơ hội nữa. May thay, họ vẫn còn để mặt Ngô Nhân Địch nên không làm Tôn Mập khó xử, chỉ bảo mấy cái tên nhân viên người nước ngoài tiễn chúng tôi đi xuống cano mà thôi. Vừa mới đặt chân lên bậc cầu thang đi xuống, bên tai tôi đột ngột vọng tới tiếng nói của Quy Bất Quy. Này Ngô, ta nhắc anh nhớ một chuyện nhé. Sau này nhớ đề phòng Quảng Nhân, vì hạt giống trong cơ thể anh, Ngô Miễn và Quảng Nhân đã chiến đấu đến một mất một còn. Ta không tin sau này Quảng Nhân sẽ tha cho anh đâu. Vừa nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức quay đầu lại. Thế nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Quy Bất Quy và Nhậm Tam trên boong tàu đâu nữa. Có lẽ hai người bọn họ đã tiến vào trong du thuyền. Dương Kiều là người đầu tiên lên cano, nhìn thái độ thận trọng của anh với Quy Bất Quy và Nhậm Tam, có lẽ anh ấy không muốn nán lại thêm chút nào trên cái du thuyền này. Người thứ hai bước xuống là Hugo. Trước khi anh chàng này xuống thang, Tôn Mập còn nửa đùa nửa thật dù gì. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo này, anh không muốn đơn đá ở lại với hai vị đó thêm mấy ngày sao? Vất vả lắm mới gặp được nhau, chẳng biết lần tái ngộ sau sẽ là khi nào đâu. Một nụ cười lúng túng xuất hiện trên gương mặt của Hugo. Anh ta ngước lên nhìn hai chiếc ghế trống không đặt trên boong tàu. Khi đã chắc chắn Quy Bất Quy và Nhậm Tam không còn ở đó, Hugo mới thẽ thọt đáp. Tôn, những chuyện Quy lão tiên sinh muốn biết chẳng qua chỉ là chuyện liên quan đến Ngô mà thôi. Nếu nói theo cách của anh và cục trưởng Cao thì là mọi thứ không làm ảnh hưởng tới toàn bộ tình hình. Và lại tôi đâu có quyền được biết những chuyện bí mật khác đâu. Khi đến lượt Tôn Mập leo xuống, tôi đột ngột hỏi cậu ta. Đại Thánh à, phiền cậu có thể giải thích cho tôi chuyện về Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa rốt cục là như thế nào được không? Sao hai người họ lại tới mức đánh nhau rồi chết chung như thế chứ? Nghe được câu hỏi của tôi, nụ cười trên mặt Tôn Mập thoáng cứng lại. Cậu ấy nhìn đám người ngoại quốc vẫn còn đứng sau lưng chúng tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp. Chuyện này sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu biết thôi. Nhưng giờ thật sự không phải là lúc. Đợi về đến dân điều cục, tôi sẽ tìm người nói rõ ràng với cậu. Chờ tới thời điểm tôi biết được chân tướng sự thật đã là chuyện của ngày thứ hai sau khi quay về dân điều cục. Vì lôi kéo nhân viên ra biển quá đông nên lúc tàu về tới đất liền, chúng tôi phải chia nhau ra làm hai chuyến bay. Nhờ mối quan hệ với Tôn Mập, tôi được phân vào nhóm, được ngồi trong chuyên cơ riêng của dân điều cục. Tiếc là trên máy bay có quá nhiều người, tôi không tìm được cơ hội nào để hỏi han thêm, chỉ đành đợi khi nào cục tổ chức họp mà thôi. Vất vả trở về dân điều cục, thế mà chẳng thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch được giữ lại để canh đại bản doanh đâu cả. Tôn Mập và hai anh Dương thì như người không liên quan, ai nấy tự về đến khu vực hoạt động của riêng mình, tự giải quyết lấy việc của bản thân. Tôi viết xong báo cáo,
xử lý sự cố thì ngồi đợi luôn tại văn phòng của Tôn Mập. Nhìn người đến người đi và cục phó Tôn bận bịu luôn tay luôn chân, mãi tới tận khi trời tối mà quá trình này vẫn chưa kết thúc. Sáng ngày hôm sau, tôi là người đầu tiên tới dân điều cục. Ban đầu tôi đến sớm là định đi chặn đường Tôn Mập. Nào ngờ đêm qua cậu ta còn chẳng về ngủ. Văn phòng của Tôn Mập vẫn sáng đèn. Khi tôi đẩy cửa bước vào, Tôn Mập đang dụi cặp mắt đỏ ửng của cậu ấy và ký tên lên tờ văn kiện cuối cùng. Thấy tôi tiến đến, cậu ấy mơ màng mỉm cười với tôi. Không phải tôi nói chứ, cậu đoán trước được thời điểm nên đến phải không? Nếu cậu đến chậm một bước, chắc là tôi tìm chỗ nào ngả lưng rồi. Thấy vẻ lảo đảo mệt mỏi của cậu ấy, tôi hơi không đành lòng nói. Đại Thánh à, giờ đang không có ai ở đây. Cậu bảo là tìm người nói rõ mọi chuyện với tôi. Đó là ai? Để tự tôi đi tìm người ta là được mà. Tôn Mập ngáp một cái. Người này gọi đến là đến ngay, tiện lắm. Có điều chúng ta phải đợi xếp Hách một chút. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện liên quan đến anh trai của ông ấy. Không có xếp Hách ở đây thì không ổn lắm. Lời này vừa dứt, cửa phòng Tôn Mập lại một lần nữa bị đẩy ra. Hạch Văn Minh cũng mang theo đôi mắt đỏ hoe tiến vào. Tôn Mập đích thân đứng dậy, cẩn thận khóa cửa văn phòng lại, rồi mới quay về chỗ ngồi của mình mà lời. Chuyện xảy ra hôm qua, xếp Hạch không được chứng kiến, đương hẳn đã được báo cáo chi tiết mọi việc phải không? Nói đến đây, Tôn Mập bỗng ngập ngừng, như thể chẳng phải biết đề cập đến vấn đề tiếp theo như thế nào. May là một lát sau, cậu ấy lại tiếp tục lên tiếng. Đáng lẽ đoạn phim này chỉ để riêng mình xếp Hách xem mà thôi, nhưng ớt cũng có thể coi là người trong cuộc. Tôi đã trưng cầu ý kiến của xếp Hách, xếp cũng đồng ý cho cậu được cùng làm rõ chân tướng sự thật. Dứt lời, Tôn Mập lấy ra một chiếc đĩa CD bỏ vào ổ đĩa quang. Chỉ giây lát sau, hình ảnh đã xuất hiện trên màn hình máy tính. Đoạn phim trong chiếc đĩa này chỉ là phần đã bị cắt đi lúc trước. Cao Mập xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt nghiêm túc. Ông ấy nhìn vào ống kính, nói: Mập này, đã đến lúc ta bàn về Hách Chính Nghĩa rồi. Cả cuộc đời này, người mà tôi có lỗi nhất chính là cậu ấy. Từ trước tới giờ, cậu ấy vẫn luôn là người của dân điều cục chúng ta. Phần thứ 99 xin được khép lại tại đây. Các bạn thân mến, vậy là chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi là sẽ kết thúc chính truyện của dân điều cục. Đoạn video bị cắt trong di chúc của Tôn Mập nói rằng Hách Chính Nghĩa vẫn luôn luôn là người của dân điều cục. Điều này là sao? Tại sao Hách Chính Nghĩa lại cùng Lâm Phong đi vào vô biên minh giới? Mọi sự thắc mắc sẽ được giải đáp ở phần cuối của dân điều cục. Phần thứ 100 sẽ được phát sóng vào 21 giờ thứ hai tuần tới, tức là ngày mùng 6 tháng 7. Rất mong vào ngày hôm đấy chúng ta sẽ có thể tập hợp được 1.000 người nghe. Và một lần nữa, phần thứ 99 xin được khép lại. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể ấn vào đăng ký kênh, bật thông báo, để lại bình luận ở dưới video này, hay donate ủng hộ Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc cũng như thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.